Thomas. Yuri. Olimar. Zoban Thomas. Robus. Zoban Thomas. Olimar. Zoban Thomas. Zoban Thomas. Thomas. Olimar. Zoban Thomas. Zoban Thomas. Thomas. Zoban Thomas. Zoban Thomas. 3 giờ sáng á. Zoban Thomas. Olimar. Got it. Zoban Thomas. Vâng, chào thành công F88 nhá. Chào Nguyễn Đức Trọng. Chào nhớ rồi quên thôi, chào tất cả mọi người. Anh em chúng ta theo dõi màn hình máy của game thủ cầm quyết, em đứng dậy vận động tí chứ lưng đau quá. Ngồi nhiều vị trí đau lưng quá. Em ấy đang bị bệnh sẵn rồi, không biết là có phải bị thoát vị đĩa đệm hay không. Và không biết là có phải bị thoát vị đĩa đệm hay không, nhưng mà bây giờ cứ ngồi dậy. Và cứ ngồi dậy và đứng lên, không thể đứng thẳng người được. Nguy hiểm quá, không biết được bệnh gì đây. Ở chào Nguyễn Đăng Ái nhá. Chào Nguyễn Vy Mạnh, tất cả mọi người. Em xin phép ra ngoài vừa làm hấp nước, làm điếu thuốc đây. À, đứng lên cho nó giãn xương giãn cốt, không hiểu sao bây giờ cứ đứng lên người nó đau, không thể đứng thẳng người được, sợ thật. Không phải dập nhiều đâu, vợ bây giờ nó đang mang bầu thì dập cái gì, đang vì là cấm vận đây. Bao chỉ có một tơn mà sai tư thế thôi, nó đau suốt mấy ngày này, sợ thật. Thề luôn rồi, cắm mỗi cái xuống, cắm mũi con chuột thôi mà em vẹo người đi một cái. Ờ, tự nhiên nó làm mình nhói cái, mà mấy hôm nay nó còn đỡ rồi đấy. Hôm qua cảm giác như là còn không thể đứng dậy được cơ. Bỏ bình luận và 200k. Ok Nguyễn Thế Anh nhá. Ok. Ờ thì thận yếu cũng được mà cái gì yếu cũng được. Nhưng mà khổ cái nó đau, nó khó chịu lắm. Bệnh tật trong người khó chịu thật. À, thế là cắt hay hoạt đi là ngon ngay à? Cả cái đời thằng con dài có mỗi cái đấy là sướng nhất thì không thì bắt tôi cắt đi thì à thế à, bi quá nên xả đi à. Nguyễn Bách, Nguyễn Xuân Bách thì hòa thần chắc sắp tèo. Thế thì dễ bị lệch cái đệm rồi, không được vặn người đâu. Em nghĩ là cũng có thể thế thật đấy. Bởi vì là trước em có thể quay lưng vặn người, thấy nó cực được. Nhưng mà hôm qua nay thì bây giờ chỉ cần quay sang trái, quay sang phải là nó cũng đau rồi. Chứ đừng nói là đứng dậy. Ngớ ngớ bị thoát bị cái đệm thì vỡ mồm. Mấy cái tí tuổi đầu và bị thoát bị cái đệm thì cái bệnh quá khổ luôn. Thôi cho em ra vận động tí rồi em lại vào ngay đấy. Để đến kịp thời cái lúc mà các game thủ đánh nhau. All of us.
Vâng, em quay trở lại với quý vị khán giả đây rồi. Vâng, vẫn đang phải xuống tư vấn xem là mấy anh em có vợ rồi, có ông nào bị như thế không. Hóa ra chả ông nào bị cả, mỗi dân Hòa bị. Sợ nhất là bị thoát vị đĩa đệm. Mấy con thì mới lấy vợ xong mà thoát vị đĩa đệm như thế này mà còn gì gọi là thằng đời thằng đàn ông nữa. 26/56. Bên này thì Hoàng Mai Nhi bao nhiêu? 39/48. Đang phối kết hợp cùng với những con ngựa chém của game thủ Cam Quýt đi đâu đây, dường như đang đi bắn bò nhỏ, bắn bãi vàng của thằng Bi, bắn bãi vàng của game thủ Bi. Ở nhà Quýt đang bị Bi chém vào. Ở đấy mỏ vàng đấy anh ơi, bắn đi. Ô mỏ vàng nó hợt rồi. Ôi Quýt vừa đi qua đây mà không lao mà chém nó, cái bãi vàng nó có bò đâu, nó mò mỗi cái BB thôi. Đấy, bây giờ thì là mỏ gỗ. Chắc là bị cắt dân gỗ đi ăn hoang rồi. 44/56. Bên này và muốn kích chém 4 đến từ game thủ Cam Quýt. Kích đi kích lại nhá, để con kích chém 4 đi kích lại. Ta vẫn đang quay game thủ BB. Còn thầu thì vẫn đang là người khỏe nguyên, chứ mất mát một cái gì cả. Vẫn đang quay BB. À, tôi giờ này té. Tờ này té. Thầu cũng bắt đầu đi quân. Tờ này thầu đi 3 con quân và đang đi lỗi quân đến từ tiểu bàn thầu. Sẽ phải nằm xuống ít nhất là một con cũng rồi. Không, nhưng họ đã còn có quân tiếp viện ở đằng sau. Chúng ta phải kéo quân lên. Chặt có 2. Đã kích thành công. Ai sẽ là người chiến thắng trong trận bản đề của trận đấu chung kết ở đây. Mọi thứ nó vẫn đang còn ở phía trước. Dân nhưng mà đấy dường như là của Quýt thôi. Trong khu vực góc 9 giờ là chưa ai dò đâu nhá. Cả anh Bách với cả Quýt là chưa ai dò đâu. Cái chấm đen ở quả quả chạy đi. À cái mỏ quả đấy thì chạy rồi. Vâng, tham ai cân thôi. Như vậy Bi bên kia vẫn còn tầm khoảng tham ai tầm khoảng 28. Còn thầu thì là người đang có tham mai to hơn với Hoàng Mai Nhi một chút xíu. Hai mươi lăm đến 48. Bây giờ thì Hoàng Mai Nhi đang muốn dò nốt những cái chấm đen ở khu vực góc 9 giờ này, tránh cái việc bỏ sót BB. Gặp quân và bắt luôn tan chém này của game thủ BB thôi. Vẫn phải đi dò. Trên góc 12 giờ vẫn còn một cái khoảng đen nhá. Cả hai game thủ chưa dò nhá. Đây tôi đảo màn hình máy của cả hai game thủ vẫn còn một khoảng đen. Như vậy là vẫn còn một khoảng đen. Hai game thủ chúng ta đang muốn lao vào nhà của game thủ tiền bàn đầu. Như tránh dịch ra để cho chém lao vào. Vâng, chém lao vào trước. Vào rồi.
Hở rồi, hở rồi. Còn đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, đôi bạn đang kéo cung vòng ra đằng sau thì không được. Hoàng Mai Nhi là người tỉnh táo. Bây giờ chúng ta sẽ dồn ra để bắt quân ở phía sau. Thầu gọi Bi về nhưng ngựa chém của Bi là hơi ít. Có bắn được con giò không? Như vậy là bắn được con ngựa giò của game thủ VB và tiếp tục tiện đường đốt lò luôn. Ở khu vực trên góc từ nhà của anh Bách Sang lên góc 12 giờ vẫn còn khoảng đen nhá. Vẫn có một khoảng đen. Chưa biết đây là ở đấy Bi có ở đấy không. Nhưng mà cứ phải kiểm tra cho nó ăn chắc. 22/48. BB dường như bây giờ tầm này yếu hơn so với game thủ Cam Quýt rồi. Cố lên nào. À đây đây. Không, đây là mỏ gỗ. Mỏ gỗ này thì trước Hoàng Minh đã bắn rồi. Không có gì cả. Vẫn còn tí sát mép kia. Chưa biết thế nào một lần được. Tầm này các game thủ chúng ta mệt rồi. Không muốn đẩy những cái tân quân mà người ta gọi là chí tử nữa. Mà bây giờ đánh theo kiểu là về phát triển. Sau đó nó lại giống như trận thi đấu xe đấu thứ tư đây. Lại đánh theo kiểu là ôm nhau, ôm to một cục quân sau đó là vã nhau luôn. Con chém này không đáng ngại. Đâu, Quýt bảo là có một mỏ hiệu ở vị trí nào. Thế thì chỉ có thể là Quýt không ăn. Hoàng Mai Nhi thì vài đánh chắc nhà thì ra đấy ăn làm gì đâu, chắc là BB đang ăn đấy. Ra sổ ngay và kiểm tra ngay. Đêm hôm rồi, ta cần phải kiểm tra ngay. Mà mình đang muốn kích 4 ở trong trận thi đấu này. Thế anh Bách lên cái bản đồ trước đi anh ạ. Lên cái bản đồ trước đi cho dễ nhìn, cho nó dễ nhìn quân. Vâng, BK. Họ đang muốn ôm lên. Khi mà nhận thấy Hoàng Mai Nhi là người đào vàng. Không, nhưng mà BB là người đang có một tuần chém to đấy. Tuần chém to tuần này mà bị lọt nhà là khá thốn đây này. Tuần chém rất to đến từ game thủ BB. Và thầu vẫn đang áp lực ở mặt chỗ nhà BE nhá. Và quân kéo về để ý. Hết sức tập trung ở trong tuần này. Khi mà họ đã nhận thấy chúng ta đào vàng nhiều. Và game thủ tiểu màn thầu cũng như game thủ BB đang ốp lên. Kích 4 dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi ở phút thứ 27. Nhưng bây giờ là một tơn mà chúng ta cần phải giữ được dần. Vâng, cần phải giữ được dần. Cái khu vực mặt nhà BE kia là chúng ta đỡ được rồi đấy, coi như là đỡ được. Đỡ được, nhưng thầu đang là người dồn quân lên. Như vậy là chúng ta phải bắt chém ở trong nhà thật nhanh. Ở dũng chính. Ôi, đau quá. Đau quá. Đau. Bây giờ cắt tân ăn gỗ ra để có thể làm ăn thôi. Thầu đang dí lên bằng những tân to, họ đang đánh vào mặt yếu game thủ Hoàng Mai Nhi, đó là dãy nhà BE. Tờ này có khi nằm sàn mất thôi. Tờ này khả năng là tờ nằm sàn. BB nó ăn được nhiều dân quá. Nhà thầu bài thế nhà họ đẹp, họ đánh châu quân, không đánh theo kiểu lên 4 giống như chúng ta. Thế nhà của Hoàng Mai Nhi xấu hơn, chính vì vậy Hoàng Mai Nhi muốn lên 4 để có thể đánh. Cũng bật trộm 4. Nhưng bên kia BB vẫn biết cách để khiến cho cái mùa Hoàng Mai Nhi cảm giác là thôn. Quýt là người đang làm thực. Để gỗ là rất nhiều, sau tuần này và BB chạy lên làm. BB thì như ăn ở trên góc 12 giờ này đúng rồi. Lên 4 xong dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Sau tuần này và bắt xong tân quân này ở nhà có lẽ đang thầu kích 4 rồi. Vít một tân ruộng mạnh ra. Vào đây BB làm ăn ở đây đúng là một cái chấm đen đen kìa. Chúng ta đã bắt đầu có cái bắn chặn rồi. Hot đã ra. Hot, lượng hot của chúng ta là chưa nhiều. Không, nó chỉ là vàng thôi, ăn vàng thôi. Và bây giờ vít mạnh một tuần ruộng. Không cần làm gỗ nữa, anh cũng quá nhiều gỗ rồi. Có tay vẽ ruộng thôi. Tập trung phải tập trung phải đỡ được nhà trong tuần này đã.
mình đỡ được nhà xong thì tiểu màn thầu ở nhà cũng đã là người thích côn. Đó là cái vấn đề quan trọng. Để đo ngại, tàu tiếp tục đường thuận lên, lượng quân của tàu đang là quá đông. Vâng, lượng quân của tàu quá đông, mặc dù chúng ta có hot rồi nhưng chúng ta thì có một số lượng áp đảo, không chơi được. Tất cả, tàu làm ký thêm một khoảng 2 kích nữa lên. Tạm thời cho này có thể thủ được, những lực của chúng ta mất đi là quá nhiều. Phải quá. Số là 1-2. Nhà của thầu này mình không công vào được.